Xin chào khán giả kênh YouTube Tạp chí Bóng Đá. Vâng, thưa các bạn, tôi đang có mặt tại sân tập của Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tập của câu lạc bộ Ngoại Gia Lai để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 5 V-League với đội chủ nhà Viettel sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 4 tới đây. Và trong buổi tập hôm nay của thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak sẽ có những điều gì đáng chú ý. Hãy cùng mình đến với những nội dung trong video hôm nay. Buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai bắt đầu từ lúc 17 giờ. Tuy nhiên trước đó 15 phút, thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak đã có mặt tại sân tập, sân phụ của VFF để chuẩn bị cho buổi tập này. Trong chuyến hành quân ra Bắc lần này, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai mang đầy đủ lực lượng với những cầu thủ tốt nhất mà mình đang có như là Tuấn Anh, Minh Vương, Trung Ngọc Quang, Dũng Quang Nho hay Brandao. Đây là huấn luyện viên Philippe Petrucci, huấn luyện viên của tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Hôm nay trong đội hình Gia Lai cũng có những cầu trò trong đội U23 của ông như là Đức Việt, Quốc Việt và thủ thành Trần Trung Kiên. Đây nhiều khả năng vẫn sẽ là những cầu thủ nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Philippe Petrucci chuẩn bị cho SEA Games 32 sắp tới tại Campuchia. Một lúc sau thì Tuấn Anh và Trương Ngọc Quang cũng ra chào người thầy của mình. Đây là trung vệ Diakité, người có quốc tịch Senegal nhưng mà cũng nói chung ngôn ngữ Pháp với huấn luyện viên Philippe Petrucci. Sau đó thì huấn luyện Kia Sắc đã thấy huấn luyện Chuse và cả hai đã có màn chào hỏi rất là thân thiện. Give a chance for our young player because we have a key player, move to Japan, Korea, and so on. But two years. I didn't have Jill. We have the young player, five, six player. I will be able to give a chance for them to develop the possible experience. Trở lại với buổi tập thì trong buổi chiều ngày hôm nay, huấn luyện viên Kia Sắc chủ yếu cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai tập luyện những bài tập nhẹ nhàng, những bài tập khởi động. Lúc này Hoàng Gia Lai vẫn đang có thành tích bất bại tại V-League. Tuy nhiên thì họ vẫn chưa giành được nổi một chiến thắng sau 4 vòng đấu vừa qua. Rõ ràng lúc này để có thể tiếp tục nuôi hy vọng vào cuộc đua vô địch mùa giải năm nay, Hoàng Gia Lai cần có một chiến thắng. Nhưng chắc chắn đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với đoàn quân của huấn luyện viên Kia Tisak. Viettel cũng đang có phong độ khá tốt trong gian gần đây. Và đặc biệt họ có lợi thế sân nhà. Ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy ở V-League 2022 mùa giải năm ngoái, câu lạc bộ Viettel giành chiến thắng 2-0 trước Hoàng Gia Lai với các bàn thắng của Hoàng Đức và Dương Văn Hào. Và cũng theo quan sát kỹ càng của chúng tôi thì Tuấn Linh, thủ thành số 1 của Hoàng Gia Lai không xuất hiện trong buổi tập này. Không biết là Tuấn Linh gặp phải vấn đề gì. Tuy nhiên thì sự vắng mặt này của Tuấn Linh sẽ là một mất mát to lớn với hàng thủ của Hoàng Gia Lai, nhất là với một đội bóng rất là khó chịu và có nhiều chân sút lợi hại bên phía Viettel. Và trong quãng gian còn lại của video, xin mời các bạn theo dõi hình ảnh tập luyện của cao thủ phố núi chuẩn bị cho trận đấu gặp Hoàng Gia Lai.
Trận đấu giữa Viettel và Anh Gia Lai sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 7 tháng 4 tại sân vận động Hàng Đẫy. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh Tạp chí Bóng Đá. Thì kia tú bây giờ phải ngồi đi xin chụp bao nhiêu người đây. Buồn cười. Thank you.